Ngày 8 tháng 3, Tòa án Công lý Liên minh châu Âu đã yêu cầu nông dân Hy Lạp trả lại 425 triệu euro trong khoản tiền hỗ trợ khẩn cấp cho chính quyền Athens, đồng thời xác nhận khoản tiền này trên thực tế là tiền trợ cấp bất hợp pháp. Tòa án Công lý Liên minh châu Âu đưa ra quyết định trên trong bối cảnh nhạy cảm hiện nay tại Hy Lạp, khi nông dân nước này đang bất bình trước những cải cách sâu sắc của chính phủ về lương hưu và thuế để đổi lấy gói cứu trợ tài chính trị giá 86 tỷ euro, tương đương 95 tỷ đô la Mỹ. Trong một tuyên bố, Tòa án Công lý Liên minh châu Âu khẳng định giới chức Hy Lạp đã không thể chứng minh được là trường hợp ngoại lệ đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp của nước này so với các quốc gia thành viên khác trong Liên minh châu Âu. Theo đó, mỗi trang trại tại Hy Lạp sẽ phải trả lại trung bình khoảng 500 euro. Ngoài ra, Ủy ban châu Âu còn cáo buộc chính quyền Hy Lạp chiếm đoạt tiền cho vào ngân sách quốc gia mà thực ra cần được sử dụng như tiền bảo hiểm cho nông dân đối phó với thời tiết xấu và thiên tai. Hồi năm 2009, 800.000 nông dân Hy Lạp đã nhận được tiền trợ cấp do thời tiết xấu trong khu vực.